Review phim Kẻ Kiến Tạo, The Creator, bom tấn Hollywood có sự góp mặt của chị Ngô Thanh Vân. Đầu tiên mình phải nhấn mạnh là vai của chị Ngô Thanh Vân không phải là vai khách mời như những cái phim trước, cũng không phải là một cái vai quá phụ, nó còn nhiều thoại hơn là vai của Gemma Chan, chị đóng trong Crazy Rich Asian đó. Cách mà nhân vật của Ngô Thanh Vân được khắc họa trong phim khá là dễ thương, và đặc biệt là chị được nói tiếng Việt trong vai này luôn. Mọi người coi trailer đừng expect nó sẽ là một cái phim hành động liên tục. Tổng thể mình rất là hài lòng, xem rất là cuốn đối với mình. Tuy nhiên mình phải khuyến cáo trước, đối với những bạn mà hay xem phim giải trí cường độ cao, cái nhịp phim nó nhanh, khó để xem phim này, tại phim này nó giống như là sự kết hợp của Star Wars và Blade Runner. Cách kể chuyện nó cứ chậm chậm và nó xoáy, và câu chuyện được chia ra những chapter. Mỗi chapter nó sẽ có một cái chủ đề riêng nhưng mà nó liên kết với nhau rất là ok. Đòi hỏi mình nghe và mình phải chiêm nghiệm lâu hơn. Mình rất là thích cô bé đóng vai, cái bé AI, cái ánh mắt nó rất là trong sáng. Những thứ trong sáng vậy thường bị con người lợi dụng, sử dụng với những mục đích khác nhau. Nếu chúng ta cứ tiếp tục lạm dụng AI, tương lai sẽ như vậy thôi. Cuối cùng con người tạo ra những mục đích xấu dựa trên những cái quyền lực mà AI tạo ra. Mình rất là thích những bối cảnh mà phim quay ở Thái Lan, Việt Nam, Vịnh Hạ Long, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal. Yếu tố đa văn hóa trong bộ phim được thể hiện rất là rõ luôn. Nghe tiếng Việt, nghe tiếng Thái, nghe tiếng Nhật, và lần đầu tiên các bạn xem Hollywood các bạn sẽ thấy là tiếng Việt được vang lên nhiều như vậy. Có nhiều đoạn á mình nhớ đến những cái bộ phim làm về chiến tranh Việt Nam rất là hay, Apocalypse Now, Deer Hunter hay Platoon. Cảnh mà cái phi thuyền lớn á đáp xuống vùng đất của những người AI á, giống như cảnh trong Apocalypse Now, máy bay Mỹ lần đầu xâm chiếm Việt Nam là thả hàng nóng xuống rồi là tiêu diệt mọi cái sinh vật. Có những cái cảnh mình không tiện nói nó là spoil á, nhưng mà coi thì mình rất là cảm thấy rất là nóng trong lòng á. Hơi cậu phim làm rất là tốt không khí hào hùng. Nhiều bạn sẽ khó cảm nhận hết được bộ phim tại vì nó khá là dài, cách dẫn chuyện cũng khá là chậm, đặc biệt là trận chiến cuối cùng được làm epic nhất có thể, khiến cho là thời lượng nó dài ra. Cũng có nhiều đoạn mình nghĩ là không cần thiết lắm. Âm nhạc, tận dụng những cái âm nhạc rất là lâu đời của Nhật Bản, của châu Á, đến những cái kiểu âm nhạc khác nhau được hòa chung lại, thật sự là một bộ phim đa văn hóá luôn. Còn kỹ xảo rất là đẹp trên cái nền IMAX kiểu 35 ly á, màu phim nó cũng rất là cổ điển luôn. Diễn xuất cả dàn diễn viên đều rất tròn vai, và tròn vai nhất là chị Ngô Thanh Vân. Tổng hòa chung thì mình lại rất là thích bộ phim này. Các bạn có ra rạp xem hay không thì tùy ha, nhưng mà mình sẽ đi xem lại, tại vì hôm nay có một cái sự cố hy hữu là bản phim IMAX của họp báo bị lỗi. Mọi người phải xem một cái bản phim không có phụ đề, cũng giống như mình đi hay đi coi phim ở Thái thôi. Tiếng Anh của phim này cũng không có gì khó hiểu hết, mà mình gần như mình hiểu 100% của phim luôn. Hy vọng là bản phụ đề nó sẽ cho mình một cảm giác tốt hơn. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem những review phim chiếu rạp và series mỗi tuần ha.